là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Năm 2014, thành phố Vĩnh Yên có nhiều sự kiện trọng đại. Đặc biệt vào những ngày cuối cùng của năm cũ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Trong năm qua, thành phố Vĩnh Yên đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, trong đó công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được giữ vững, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đạt mục tiêu 3 giảm về tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2014, Công an thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch huy động lực lượng thực hiện đồng bộ các giải pháp với mục tiêu giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông. Công an thành phố xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Trong năm 2014, Công an thành phố mở nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, phát hiện và xử lý trên 7.580 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.250 xe mô tô, 6.300 bộ giấy tờ xe. Trong đó, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.860 trường hợp, xử phạt hành chính hơn 5,3 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, năm 2014 xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ, giảm 6 người chết và giảm 6 người bị thương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2014 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số vi phạm trật tự an toàn giao thông còn phổ biến như người đi mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm không cài quai, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, vượt đèn đỏ, người uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ quy định. Hiện tượng xe ô tô tải chở quá tải, phá hỏng công trình giao thông, chở đất đá, vật liệu xây dựng vương vãi ra lòng đường gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Những hành vi này đã được các lực lượng chức năng của thành phố xử lý nhưng chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao, nhất là đối với các trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện đến trường. Em Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ. Có một số bạn là như kiểu là không muốn đội, nhưng mà có những bạn vẫn đem mũ đi, nhưng mà có bạn lại bạn ấy đem mũ đi nhưng lại không muốn đội ạ. Đội mũ bảo hiểm này thì cũng rất là tốt bởi vì xe đạp điện này có tốc độ đi nhanh hơn xe đạp rất nhiều ạ. Nên là chắc là nếu như với cả bây giờ là nếu các bạn không đi không đội mũ bảo hiểm thì sẽ bị công an phạt và xử lý như kiểu là vi phạm luật giao thông ạ. Năm 2015, để làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Rà soát các điểm đen giao thông, đề xuất các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông. Đặc biệt, không để xảy ra hiện tượng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi kinh doanh, buôn bán, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị trên địa bàn.